Thẳng ở đây là đi qua xã Tân Nhật quý vị, về cái trung tâm hành chánh của huyện Bình Chánh mình. Phía trước đây là một con sông rất là đẹp quý vị. Xung quanh đây rất là mát. Còn đường này là chạy về xã Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai rồi quý vị. Mặt tiền đường thì nó từ bên kia, trong hàng rào, trong cây bông giấy quý vị, qua tới bên này là nó 21 mét quý vị ha. Mình có 21 mét mặt tiền đường Trương Văn Đa. Đây bên hông đây mình có một cái con, đây có một kênh nước rất là đẹp quý vị, nước rất là trong ha. Nó chạy ra thẳng ra sau nhà. Đó, đất từ đây quý vị đi qua bên đó là 21 mét. Căn nhà này khá là rẻ nha quý vị, 890 mét vuông, trong đây có 300 mét vuông là thổ cư. Trong đây giá bán là chỉ có 10 tỷ 800 triệu thôi nha quý vị. Nguyên vườn cây ăn trái luôn quý vị ha. Xoài này, sambuche. Xung quanh là có tường bao hết quý vị. Đây gia chủ họ xây, móc là xây một cái ao cá đi xung quanh cái nhà mát này quý vị ha. Xây thẳng lên dưới trên kia luôn. Ở đây anh chủ anh bỏ lâu nữa vì anh không có về thăm nên này, hiện trạng nó hơi cũ quý vị ha. Đây cây ăn trái, cây xoài nữa quý vị. Ở đây thì có cây sambuche rất là lớn nè. Đó, cây sambuche là cây rất là nhiều trái quý vị. Ở khu vực bên đó là nhà để xe. Có cái tượng Phật Di Lặc cao khoảng 3 mét quý vị ha. Đây có mấy cây sambuche rất là lớn quý vị. Mấy cây này to đẹp. Đây, bên trong thì có một cái căn nhà gỗ ba gian. Đây quý vị, nhà gỗ ba gian. Ở bên đây có một cái cửa ra. Đây một cửa, bên kia một cửa nữa quý vị. Bên kia còn một gian bên kia nữa. Ở đây mình có cái tấm phản. Tấm phản này dài khoảng 4 mét. Chiều này có 2 mét mấy. Hai tấm quý vị. Hai tấm dày, cái này dày 20 ha. Xung quanh được thân gỗ hết luôn quý vị. Mái thì lợp ngói. Cái này loại, cái này loại ngói xi măng quý vị ha. Ngói xi măng ha. Đây phần 300 thổ cư thì nó nằm trên cái căn nhà này nha quý vị. Tổng diện tích của nó gần 900 mét vuông. Trong đây có 300 mét vuông là thổ cư. Mặt tiền đường Trương Văn Đa được 21 mét. 10 tỷ 800 triệu. Đó, bên đây từ nhà bếp đi lên cái nhà chính thì có cái đường luồng này quý vị ha. Đi ra phía sau. Trong đây là nhà bếp. Đó, trong đây được xây bằng cái gạch. Cái gạch này rất là đẹp, gạch này không có lỗ, gạch đúc mà rất là đẹp ha. Cửa gỗ, trong đây có cái nhà vệ sinh nè. Ở đây cửa đi ra sau. Ở đây cửa sổ. Cái phòng ăn này rất là rộng nha quý vị, phòng ăn. Phòng ăn rộng, có nhà vệ sinh ở trong phòng ăn luôn. Ở trên kia là có cái nhà ba gian. Đó, ở đây có đường luồng đi ra hai bên nè quý vị. Đó, ở đây thì có một cái hồ cá. Cá chính giữa có hai cây dừa nè. Rất là mát mẻ luôn người ha. Ở
ở đây có cái cửa sau, chỗ ra cửa sau ra đó là cái đường bờ kinh đó quý vị. Cái kinh hồi nãy nó chạy ngang đây nè, chạy xuống dưới đó, trong đây là khu vực chăn nuôi, có chuồng chăn nuôi đó. Phía sau này còn nhà vệ sinh luôn, có cái đường phía sau đi thẳng lên phía trước luôn. Ở đây là phía sau nhà quý vị ha. Đó, ở ngoài đó cũng nhà luôn quý vị. Phía sau nhà đó thì có một cái con đường chảy đá. Ở ngoài đó thì đi vô sâu trong thì cũng còn rất là nhiều nhà ở trong quý vị. Cái bức tường bên đây là nhà của người ta nè. Giáp bên kia cũng là nhà luôn nha quý vị. Rồi xin nhắc lại với quý vị trên kênh mình là tổng diện tích của căn nhà này là 893 m², trong đây có 300 m² là thổ cư. Cơ sở trên đất thì có căn nhà gỗ ba gian, nhà xây cây ăn trái. Bề ngang mặt tiền đường đường Trương Văn Đa quý vị là 21 m. Bên kia đường là một con sông nha quý vị. Miếng đất này thì nó nhìn ra sông. Với giá bán chủ hồi đang kêu bán là 10 tỷ 800 triệu nha quý vị. Mở cửa đi qua bên kia là cái bờ sông. Những cái nhà bên đây thì là để đi qua bên đó mở quán cà phê được nha quý vị. Qua đó mình che bạt che đồ cho nó mát rồi ngồi ngay bờ sông. Có thể mở quán nước ở bên đó bán cũng được. Đây, có một tượng rất là lớn.